trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump nắm lợi thế từ phiếu bầu sớm trước bà Harris tại các bang chiến địa. Bà Harris và ông Trump dồn toàn lực vận động tại các bang chiến trường. Bộ phim gây tranh cãi về thời trẻ của cựu Tổng thống Trump Mỹ thất bại khi ra dạp. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông lệ, trước ngày bầu cử thường có làn sóng xanh khi các cử tri dân chủ là những người ưa thích bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử thì xu hướng lại ngược lại với làn sóng đỏ khi đa số cử tri Cộng hòa thường đi bỏ phiếu trực tiếp đúng ngày 5 tháng 11. Theo đó, nếu Đảng Dân chủ dẫn đầu trong các cuộc bỏ phiếu sớm thì họ có cơ hội giành thắng lợi trong cuộc. Còn nếu Đảng Dân chủ thất bại thì gần như Đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng. Điều này không chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử tổng thống mà còn đúng với các cuộc bầu cử nghị sĩ, thống đốc bang. Chính vì thế, đây cũng chính là lý do Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Kamala Harris đang nỗ lực vận động cử tri của mình đi bỏ phiếu sớm nhằm tìm kiếm lợi thế. Về phía cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù tiếp tục chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư đầy dễ gian lận, nhưng ông cũng đã kêu gọi cử tri Đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu sớm nhằm cạnh tranh từ sớm với Đảng Dân Chủ. Từ giờ hình dẫn số liệu từ cuộc thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Harvard và Công ty Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Harris Harvard Caps Harris, công bố hôm 14 tháng 10 cho thấy, có đến 48,2% cử tri bỏ phiếu sớm ở các bang chiến địa cho biết họ đã chọn ông Trump. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với ứng viên dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là dao động từ 46,2% đến 47%. Có 5 đến 5,5% cử tri ở các bang chiến địa nói rằng họ hiện chưa chắc chắn liệu nên bỏ phiếu cho ai. Chuyên gia Mark Penn, đồng giám đốc tổ chức cuộc thăm dò, nói với tờ The Hill, chiến lược của ông Trump tại những bang chiến địa đang hiệu quả. Trong số 7 bang chiến trường quan trọng trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, ba bang là Georgia, Michigan và Wisconsin không đăng ký cử tri theo đảng phái. Tại 4 bang còn lại, cử tri đăng ký đi bỏ phiếu theo đảng mà mình ủng hộ. Dữ liệu đăng ký bầu cử cho thấy, ưu thế về số lượng cử tri đăng ký của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa đã giảm ở ba bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Nevada. Trong khi đó, tại bang chiến trường Arizona, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước về số cử tri đăng ký với cách biệt đáng kể. Bogutjos, giám đốc trung tâm nghiên cứu dư luận thuộc Đại học Franklin and Marshall ở Pennsylvania ngày 13 tháng 10 cho biết, cử tri dân chủ ở bang này năm nay giảm khoảng 300.000 người so với năm 2024. Cử tri Cộng hòa tăng khoảng 70.000 người, còn nhóm cử tri độc lập tăng khoảng 83.000 đến 85.000. Xu hướng này cho thấy nhiều người từng ủng hộ đảng Dân Chủ đã đăng ký làm cử tri độc lập hoặc không đăng ký bỏ phiếu. Tuy nhiên, số liệu khảo sát từ các cử tri bỏ phiếu sớm tính trên toàn nước Mỹ lại cho thấy bà Harris đang bỏ xa ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 51% và 43%. Được biết, cuộc thăm dò trên được Harvard Caps Harris thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, với 3.145 cử tri đã bỏ phiếu sớm tham gia. Trong số đó, có gần 900 cử tri tới từ các bang chiến địa. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang trở nên gai cấn khi Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cùng nỗ lực tìm kiếm lợi thế tại các bang chiến trường. Theo AFP, với cuộc bầu cử chỉ còn hơn 20 ngày, cả hai ứng cử viên đang phải nỗ lực giành lấy sự ủng hộ của các khối cử tri quan trọng, trong khi bà Harris đang gặp thách thức lớn trong việc duy trì sự ủng hộ từ các cử tri truyền thống của Đảng Dân chủ. Ông Trump lại nỗ lực thu hút cử tri nhiều quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh. Bà Harris đã đến Bắc Carolina, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau các cơn bão gần đây. Bà đã sử dụng sự kiện này để chỉ trích tuyên bố của ông Trump rằng chính phủ liên bang đã không hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên. Phát biểu tại một nhà thờ ở Greenville, phó tổng thống Harris nhấn mạnh sự cống hiến của các nhân viên cứu hộ và chính quyền trong việc giúp đỡ cộng đồng, đồng thời lên án những thông tin sai lệch mà ông Trump đã phát tán. Những phát biểu của bà Harris rõ ràng là nhằm phản bác những cáo buộc mà cựu tổng thống Trump đưa ra về khả năng ứng phó thảm họa của chính quyền. Trong khi đó, ông Trump lại tập trung vào một vấn đề quan trọng khác, đó là nhập cư. Tại một buổi vận động ở Arizona, ông Trump hứa sẽ bổ sung 10.000 lính biên phòng nếu được bầu làm tổng thống. Ông cũng ám chỉ rằng lực lượng quân đội có thể được sử dụng để xử lý những người mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong, mặc dù không nói rõ đối tượng cụ thể là ai. Quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh nội địa này đã giúp ông Trump tiếp tục duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri bảo thủ. Ngược lại, dù nhận được sự ủng hộ lớn từ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, bà Harris lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri nam giới người da đen và người Mỹ gốc Latin. Kết quả cho thấy, bà chỉ giành được 56% sự ủng hộ của cử tri nhóm này, trong khi ông Trump đạt 37%. Đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với chiến dịch của bà Harris, đặc biệt là khi người Mỹ gốc Latin ngày càng chuyển hướng ủng hộ các thông điệp chống nhập cư mạnh mẽ của ông Trump. Sự khó khăn này cũng hiện rõ trong khối cử tri Nam da đen, nhóm cử tri truyền thống của Đảng dân chủ nhưng đang có dấu hiệu chuyển hướng sang ủng hộ Đảng Cộng hòa. Điều này buộc bà Harris phải nỗ lực nhiều hơn để củng cố sự ủng hộ từ các cộng đồng người da màu trong bối cảnh cuộc đua ngày càng trở nên khốc liệt tại các bang dao động. Đối với các bang chiến trường như Pennsylvania và Georgia có khả năng quyết định kết quả cuộc bầu cử. Cả hai ứng cử viên đã lên kế hoạch vận động mạnh mẽ tại những nơi này. Cả ông Trump và bà Harris đều tổ chức các sự kiện tại Pennsylvania, nơi được coi là chìa khóa trong cuộc đua. Cựu tổng thống Bill Clinton cũng đã tới tham gia hỗ trợ bà Harris tại Georgia nhằm thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng người da đen tại các nhà thờ truyền thống. Tuy nhiên, thách thức mà phó tổng thống Harris phải đối mặt không chỉ đến từ đối thủ của bà mà còn từ chính sự thiếu minh bạch trong chiến dịch của ông Trump. Cụ thể, bà đã chỉ trích ông Trump vì không công khai hồ sơ sức khỏe hoặc tham gia các cuộc phỏng vấn truyền thông quan trọng, điều mà bà cho rằng đang khiến cử tri nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông. Bà Harris đặt câu hỏi liệu các cố vấn của ông Trump có đang che giấu điều gì hay không và ám chỉ rằng ông không đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ. Về phần mình, ông Trump và người đồng hành J.D. Vance đã không ngừng tận dụng sự bất mãn của cử tri với chính phủ liên bang, đặc biệt là trong vấn đề ứng phó thảm họa. Ông Vance trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi bởi chính phủ của họ. Đây là thông điệp quan trọng trong chiến dịch của cựu Tổng thống Trump khi ông tìm cách khai thác sự thất vọng của cử tri đối với bộ máy chính quyền hiện tại. The Apprentice, người tập sự chính thức ra dạp vào ngày 11 tháng 10 tại Mỹ. Trái với những ồn ào mà phim gây ra trước khi tiếp cận với công chúng, phim lại có thành tích phòng vé tuần ra mắt ảm đạm Thống kê doanh thu phòng vé 3 ngày cuối tuần từ 11 đến 13 tháng 10 cho thấy The Apprentice chỉ xếp vị trí thứ 11 với 1,58 triệu đô la Mỹ từ 1.740 địa điểm. The Apprentice được đạo diễn bởi Alice Abbasi và Gabriel Sherman, nhà báo chuyên đưa tin về ông Donald Trump, viết kịch bản. Nội dung phim kể lại những năm đầu của ông Trump bước vào thương trường với tư cách là nhà phát triển bất động sản và mối quan hệ giữa ông với luật sư gây tranh cãi Roy Cohn, người qua đời vì căn bệnh liên quan đến S vào năm 1986. The Apprentice mô tả tỷ phú Mỹ là kẻ lừa đảo bất chấp mọi giới hạn đạo đức trong kinh doanh. Ông không ngần ngại chèn ép các nhà thầu và cắt đứt các thỏa thuận về đám đông để hoàn thành những tòa nhà của mình. Vậy lý do gì khiến một bộ phim xem được, khai thác chủ đề về một nhân vật nổi tiếng cả chính trường lẫn kinh doanh và giải trí lại trở thành bom xịt? Gleyberman cho biết The Apprentice là bộ phim mà ông thích nhưng không yêu. Mặc dù phim vừa có tính giải trí, vừa đáp ứng được yêu cầu sâu sắc, nhưng nó lại không khai thác được nhiều hơn những điều hay ho về ông Trump so với những gì mà cựu Tổng thống Mỹ thể hiện ở ngoài đời. Đáng chú ý là bộ phim cũng khắc họa một số góc khuất trong thời trai trẻ của ông Trump, trong đó có những hành động có phần vô ơn đối với cha mình. Việc ông có hành vi bạo lực với người vợ đầu là bà Ivana Trump sau một cuộc tranh cãi gai gắt và sự không trung thủy trong hôn nhân của ông Trump. Những tình tiết nói trên khiến cho bộ phim được phân loại R, giới hạn đối với người xem chưa trưởng thành. Các trang báo cho biết, gần như tất cả các công ty phát hành phim lớn tại Hollywood đều từ chối phát hành bộ phim Người học việc sau buổi công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa qua. Đội ngũ truyền thông của cựu tổng thống Trump đã kịch liệt lên án bộ phim, gọi đó là sự phỉ báng ác ý của giới tinh hoa Hollywood trước thêm cuộc bầu cử tổng thống và gửi yêu cầu công ty phân phối pria Cliff entertainment ngừng phát hành bộ phim này ở thời điểm đó lời cảnh báo này thực sự có sức nặng đó không chỉ là vấn đề về một phụ kiện tiềm tàng mà còn lớn hơn thế khi mọi người bắt đầu nghiêng về khả năng ông trump sẽ là tổng thống tiếp theo khi ông joe biden bị loại khỏi cuộc đua và không có ứng cử viên nào sáng giá hơn các nhà phân phối sợ bị ảnh hưởng điều này sẽ xảy ra nếu trong tái đắc cử ông sẽ làm gì với họ Verratti đánh giá tình cảnh này là bất thường và đáng lo ngại khi việc tự do sáng tạo nghệ thuật bị kìm hãm. Nói một cách đơn giản, Hollywood suy nghĩ và hành động như thể đang sống dưới một chế độ độc tài. Xét về đối tượng khán giả của phim là những người theo đảng Dân Chủ chống Trump, thời điểm này thì họ không cần một bộ phim để xác nhận những gì mà họ đã biết. Còn với những người ủng hộ ông chủ Trump Tower, họ chắc chắn là tẩy chay phim. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dậy sóng dư luận sau khi kêu gọi quân đội đối phó những đối thủ chính trị trong nước của ông trong những ngày bầu cử vào tháng sau. Trả lời phỏng vấn Fox News vừa qua liên quan câu hỏi về sự hỗn loạn tiềm năng trong bầu cử, ông Donald Trump kêu gọi quân đội hoặc vệ binh quốc gia nên được triển khai để đối phó kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nhắc đến hạ nghị sĩ Adam Schiff của Đảng Dân Chủ, người đóng vai trò công tố viên trưởng trong vụ điều tra luận tội ông Trump lần đầu tiên, cho rằng vị này là mối đe dọa lớn đối với cuộc bầu cử tự do và công bằng hơn là khủng bố nước ngoài và người nhập cư trái phép. Khi được đề nghị làm rõ về những đề xuất trên, ông Steve Chung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho hay, nỗi lo ngại của vị cựu Tổng thống bắt nguồn từ vụ một người nhập cư Afghanistan bị bắt hồi đầu tháng với cáo buộc âm mưu tấn công vào ngày bầu cử. Ông Chung nói, ý kiến của cựu Tổng thống Trump hoàn toàn xác đáng. Có những người đang muốn làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta bằng cách gieo rắc hỗn loạn trong bầu cử Họ là mối đe dọa trực tiếp với đất nước, những nghi phạm khủng bố đến từ Afghanistan. Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong. Dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ngừa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Kamala Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn đối với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Donald Trump vì vấn đề này. Ngày 14 tháng 10, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới là người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển, trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Kế hoạch của bà Harris gồm cung cấp các khoản vay kinh doanh có thể xóa nợ cho các doanh nhân da màu, tạo ra nhiều chương trình học nghề hơn, cũng như nghiên cứu thêm về các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến nam giới người Mỹ gốc Phi. Cụ thể, nếu trở thành tổng thống, bà Harris sẽ phân phối một triệu khoản vay trị giá lên tới 20.000 đô la Mỹ nhằm xóa nợ cho các doanh nhân da màu cũng như những người khác có ý tưởng kinh doanh khả thi. Các khoản vay này sẽ được cung cấp thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, chính quyền địa phương và các ngân hàng với cam kết phục vụ cộng đồng của mình. Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris đặt mục tiêu cung cấp các ưu đãi của liên bang nhằm khuyến khích nhiều nam giới người Mỹ gốc Phi tham gia đào tạo để trở thành giáo viên. Theo số liệu thống kê cho thấy, nam giới da màu chỉ chiếm khoảng 1% số giáo viên trường công trong năm học 2020-2021 tại Mỹ. Bà Harris có kế hoạch mở rộng các chương trình liên bang hiện có nhằm xóa nợ cho các khoản vay giáo dục, từ đó khuyến khích thêm nhiều nam giới da màu tham gia vào nghề giáo viên hơn nữa. Bên cạnh đó, bà cũng muốn tạo thêm nhiều chương trình học nghề và cơ hội cấp chứng chỉ trong cộng đồng này. Để thu hút thêm các cử tri nam, các cố vấn của Phó Tổng thống cho rằng bà cần phải thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn với một khuôn khổ pháp lý, nhằm bảo vệ các nhà đầu tư vào tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số vốn đã trở nên phổ biến trong cộng đồng da màu về y tế bà harris cũng cam kết sẽ tạo ra một sáng kiến quốc gia để tài trợ tốt hơn cho các nỗ lực phát triển nghiên cứu và chống lại các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng không cân xứng đến nam giới da màu chẳng hạn như bệnh hồng cầu hình liềm tiểu đường ung thư tuyến tiền liệt và các thách thức về sức khỏe tâm thần bà harris đã công bố kế hoạch trước khi diễn ra cuộc vận động tranh cử của bà tại thành phố erie bang pennsylvania nơi bà sẽ xuất hiện cùng với thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ John Fetterman. Theo đó, nhóm vận động tranh cử của bà Harris sẽ lên kế hoạch tổ chức các sự kiện tại các bang chính trường quan trọng, có sự tham gia của những người nổi tiếng là nam giới gốc Phi. Nhóm này cho biết họ cũng có kế hoạch chạy các quảng cáo tại các bang này, với sự góp giọng của những người đàn ông da màu địa phương. Ông Cedric Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử và cũng là một cựu nghị sĩ da màu, cho biết bà Harris muốn xây dựng một nền kinh tế để những người đàn ông da màu được có cơ hội để phát triển, có khả năng mua nhà, trụ cấp cho gia đình, khởi nghiệp và tạo dựng sự giàu có. Kế hoạch trên được đưa ra vào thời điểm có nhiều lo ngại rằng có nhiều người nam giới da màu có thể sẽ không tham gia cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt khi cựu tổng thống Barack Obama cho biết không có nhiều người đàn ông da màu hứng thú khi có một nữ tổng thống. ứng viên Kamala Harris vừa công bố hồ sơ sức khỏe của mình, trong đó kết luận bà có sức khỏe tuyệt vời và đủ khả năng đảm nhận cương vị tổng thống. Sau khi hồ sơ sức khỏe của bà Harris được công khai, người phát ngôn ủy ban tranh cử của bà Harris đã đăng trên mạng xã hội là tới lượt ông rồi đó Donald Trump. Bà Harris cáo buộc ông Donald Trump thiếu minh bạch trong việc công khai hồ sơ sức khỏe và nói rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa không muốn người dân Mỹ biết liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành tổng thống hay không. Theo hãng tin Reuters, chia sẻ trên mạng xã hội trước xô xô hôm 14 tháng 10. Ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói, những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp làm lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris. Nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó Tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi. Ông hiện là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có chiến dịch tranh cử của bà harris hy vọng rằng việc so sánh tuổi trẻ và trí tuệ nhạy bén của bà với độ tuổi cao hơn của ông trump cùng với sự khác biệt về tính minh bạch giữa hai người sẽ giúp thuyết phục những cử tri chưa quyết định chọn ứng viên nào rằng bà phù hợp với chức vụ tổng thống hơn ông trump